là táo bạo. Là thật ra những cái thứ mình gọi là noun phrases thực chất không phải là noun phrases. Ví dụ the student of linguistics, yeah. Thì cái the nó mới là cái head, nó là cái trung tâm. Cái the này là determiner. Còn cái đằng sau này là noun phrase. Cái the này nó sẽ là head. Nó lấy cái noun phrase đằng sau là common rule. Nó tạo thành cái DP là cái determiner phrase. Gọi là ngữ hạn định từ hoặc cái hạn định ngữ. Tại sao ông lại đưa ra như vậy? Thì ông có rất nhiều lý do. Nhưng mà có một số lý do này. Trong cái mô hình ba theory chuẩn này, truyền thống thì cổ điển này nó sẽ phải như này. XP, X bar, X specifier và complement. Thì tất cả những thứ người ta gọi là non-head elements are phrases. Đây là một quan trọng. Bố chức nó bố chức mình chưa đi cho lòng đi. Non-head elements, tức là tất cả những thứ mà không phải là agent sẽ đều là phrases. Tức là cái này nó phải là một cái ý chuẩn là YP. Cái này là ZP. Đấy. Tức là sẽ như này, môi của mình này. X bar X, Y, P. Đấy, như thế này. Nhưng mà đến giờ, từ trước đến giờ thì ta vẽ cái noun phrase chẳng hạn như là the cat chẳng hạn, chúng ta sẽ vẽ như thế nào. Chúng ta vẽ là NP, N bar, the student. Thì chúng ta để đây là D, determiner. Đúng không? Nó sẽ vi phạm cái điều này. Đúng không? Thì đúng ra ở đây nó phải là một DP. Đấy. Thế thì một cách xử lý, một số người tìm cách cho rằng là chúng ta mình vẽ như này, cách đơn giản xử lý là mình vẽ như này. Sorry. The student of linguistics. Cách xử lý là mình sẽ vẽ này, N bar này. N. Đây là DP. Student of linguistics. Và mình để đây là DP, trong đó có D3, D. Nhưng dường như cái vẽ này có vẻ không thỏa mãn lắm. Bởi vì mình không thể thêm một thông cái gì nữa vào đây. Không thể thêm complement, cũng không thể thêm specifier vào đây. Dường như cái tờ này cũng rất đặc biệt. Đúng không? Mình phải nói là tờ my, tờ your, tờ this gì cả. Đấy. Và cái kiểu mà mình chỉ dùng được một cái determiner ấy chứng tỏ rằng dường như là nó cảm giác được nó là head vậy. Bởi vì trong một cái phrase nó có một head thôi. Việc mà mình chỉ dùng được the thì mình không dùng được my student hoặc là the student. Giống như chúng ta nói là they are competing for the head position. Mà tranh chấp nhau thì chỉ head thôi. Và mình không thể thêm complement, không thể thêm specify. Thì rất có thể cái bản cái này là head. Còn cái này là complement. Đấy, đấy là cái những một trong những gì mà mình đưa ra như vậy. Tức là trong cái mô hình cũ ấy, mô hình truyền thống bây giờ ấy, mình đang vẽ như này, NP, N3, cho nên cái vẽ này được nhất hoàn toàn được, không sao cả. Nhưng theo cái người ta gọi là DP hypothesis, giả thuyết DP hypothesis, thì cái D này là S, đấy nó sẽ có D3, DP của nó. Và cái NP này, student of linguistics, sẽ là complement. Đấy là lý do tại sao mà chúng ta thấy ở trong cái này bài cô giáo này đọc từ một bản là DP nhá, có bản là DP thôi. Bởi vì đây là một cái giải thích và được chấp nhận rất rộng rãi của đa số các nhà môn học theo theo thị trường phái này năm 87. Giờ một loạt thì nói là rất là xuất sắc và có những rất lớn các nhà môn học phía sau. The DP hypothesis is useful in analyzing the possessive predicate. The possessive predicate, that is the term. So, what is the predicate? It is not the suffix, but the predicate is the term ký sinh. Mình có cái D, cái phẩy S này, sở hữu
The head là specifier, còn là tail sẽ là complement, tức là mô hình là như này. The possessor is the spec DP. The possessed, cái thứ mà được sở hữu là complement of DP. Đó. Còn tiếp theo sẽ tiếp. Hay là we teachers, you students, giáo viên chúng tôi, chúng mình các bạn, chúng mình vậy. Thì mình sẽ phân tích rất dễ. We này chính là complement và teachers là noun phrase, complement đó. Mà nó không có specify được cái câu. Các cả bản thân những cái từ đó nó chỉ có một. Một từ thôi, như là check. Nhưng chúng ta dựa vào cái này, chúng ta còn làm coordinating structures hoặc là joint constructions, đúng không? Và dùng cái coordination test. Đúng là check and the teachers are having a meeting. Nếu thầy thích là DP, thì chắc cũng phải thích là DP. Nó mới ghép được với nhau chứ. Thì nếu như cái này là DP và cái này là MP, thì sao mà dùng N ghép lại nhau? Dùng E nó là hai cái từ x and y, must belong to the same category, cùng loại đồng loại với nhau. Nếu cùng là DP, hai cái đều là DP, NP, hai cái đều là NP. Nhưng mà cái check này, đó là NP, thường giả định rằng là nó có một cái key terminal nào đấy. Key terminal là rộng, gọi là no key terminal, nhưng nó có tồn tại. No key terminal. Tức là ở nằm ngoài cái NP luôn luôn là một DP. Lúc thì nó mình nghe thấy chẳng là the hay là ơ hay là some hay là this NP vân vân, lúc thì nó là rộng thì nó luôn luôn nằm ở đây thì nó lộ ra thì nó không. Đấy, chẳng hạn như bây giờ chúng ta vẽ the dog chase the cat thì thay vì chúng ta vẽ là NP chúng ta thường vẽ là DP đã xong rồi. Đây là mình vẽ thì chúng ta vẽ DP này, T bar, T, DP, đấy chúng ta vẽ như thế này. Nó không có S trong thì thôi, T bar, B, B đây chúng ta chase. Và cái phút này cũng động từ chính như là sau đấy này, complement bốn the cat, DP, DP, D3, D là gì ạ? The complement đó là MP, cat. Đó. Và đây là DP, biết là cái gì là move mà. Để là cái trace này. DP này nó là cái gì? Cái đó D3 D D D đấy, và đằng sau là MP đó. Ở chỗ chi này nó có cái gì ạ? Chase Ethics, đúng không? Là gì ạ? Third person singular past tense, đúng không? Chúng ta cái ethics là đưa xuống thế này. Đó, đưa xuống thế này. Chúng ta viết thêm một dòng nhé, viết thêm một dòng dưới. Chase cộng với cả cái ethics. Third person singular past tense. Đó. Is spelled out. Spelled out đúng không? Đúng không? Spelled out. Có một đề pronounce gì? Pronounce S. Chase. Đấy, cái này rồi. Đấy. Và khi nó mút thì nó sẽ cách đi nhé. Ethics lâu đi. Ethics copy. Tức là mình chỉ muốn làm cái này cũng em chỉ muốn DP thôi. Nó không có gì. Sắc có em. Vâng. Câu mà Jax and the teacher, nếu mà phân tích theo kiểu là NP, tất cả cái đấy là NP ạ? À, với cái trường hợp mà Jack and the teacher. Tôi đến thế ạ. Tôi đến thế ơi, để cho các bạn chụp. Cái trường hợp đấy, nó lại khá là sắp rồi nhá. Với những trường hợp mà kiểu khô đến thì sắp trở ấy, buộc lòng mình phải thêm một cái thứ mà ở trong này không nói đến, vào đây. Cái này thì không dễ.
khi hôm ra đề thầy cũng cho hai chủ đuối đề nhé. Ủa rồi, tôi thì đông đủ đề em chỉ là thế thôi. Cũng chứ mấy hôm nay làm cái gì thì cái đấy. Bởi vì thầy vừa cho lên kim quay lại.